Ở đây thì các bạn có thể mua thẻ cào thành công chỉ trong vòng một giây thôi. Và mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn fix lỗi không nên dép nhé. Trước khi vào chủ đề chính của video thì mình sẽ quay random may mắn để chọn ra hai bạn nhận giải thưởng 10k từ mình nhé. Để tham gia event thì các bạn chỉ cần like và comment ở dưới video cộng thêm là phương thức mà mọi người muốn nhận tiền nhé. Chúng ta có tất cả là 103 lượt comment thì bây giờ mình sẽ tìm ra bạn chiến thắng nào. Đầu tiên là bạn Hot Bigo đã trao giải thành công cho bạn Nguyễn Văn Thịnh nhá. Mình thấy là những cái bạn mà đã từng được dối thì nó hay quay trúng lắm. Để lần sau nếu mà những cái bạn mà từng được dối thì nếu mà mình nhớ thì mình sẽ quay ra bạn khác nhá. Để cho mọi người cùng có cơ hội. Mình sẽ chọn ra bạn thứ hai, Bạn Đỗ Danh Hòa, bạn Việt Theo nhá. Rồi thì mình sẽ dùng luôn cái trang web này để mình lạc uh, uh, thẻ cho bạn nhá. Đó, mình sẽ điền số điện thoại của bạn vào đây. Rồi, mình đã nạp thẻ thành công cho bạn Nguyễn Văn Hòa nhá. Và chủ đề chính ngày hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người cách mua thẻ cào một cách nhanh nhất ở trên này. Và mình cũng sẽ nói qua về cách mà mọi người tuyển rep hay là mọi người chít mà nó không nên rep nhá. Ok, và vấn đề chính nào. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn à, mua thẻ cào. Khi mà các bạn... À, khi mà các bạn đủ tiền ý, ở đây thì min mua thẻ cào sẽ là 10k nhá các bạn các bạn sẽ tiền nhận được việt nam đồng này ở đây khi mà các bạn nhận được việt nam đồng rồi và khi mà mua thẻ cào thì nó lại tiêu tốn là vsc lên mọi người cần phải mua vsc cho mình nhá đầu tiên thì mọi người kích vào phần mua vsc cho mình min mua sẽ là 10k như mọi người nhá đó, ở đây mọi người chỉ cần đánh là 10.000 vào đây, sau đó thì mọi người ấn phần mua VSC này, sau đó thì mọi người ấn OK giúp mình nhé. Mọi người nhớ là min đã 10k. Rồi, khi mà mọi người mua xong rồi thì mọi người sẽ kích vào cái phần uh, nạp cát này. Ở đây thì mọi người sẽ có ba mục đó là trả trước, trả sau và thẻ cào. Tùy vào nhá. Mình khuyên thật là nếu mà các bạn ấy thì các bạn thì cứ mua thẻ cào cho mình. Mọi người kích sang cái phần mua thẻ cào này. Mọi người sẽ chọn Viettel này. Mọi người sẽ chọn nhà mạng phù hợp nhá. Sau đó thì các bạn ấn tiếp tục nào. Đó, thì các bạn sẽ tiêu tốn là 10VSC v này. Sau đó thì mọi người ấn xác nhận giao dịch. Mọi người đợi một chút nào Ok, mình đã mua thành công cái chiếc thẻ Viettel 10K nhá Cái thẻ này thì mình cũng sẽ tặng bạn nào may mắn nhất Bạn nào mà làm được thì nhớ comment ở dưới phần mô tả cho mình biết nhá Để mà tuyển được rep thì mọi người kích vào cái phần chia sẻ này giúp mình nhá Rồi, thì ở đây nó sẽ có cái link mã rep này Thì mọi người có thể thấy và mọi người kéo xuống đây à, Đối với những cái rep nào mà màu xanh này thì mọi người đã nhận được tiền nhá Những cái rep nào mà màu đỏ này thì là mọi người chưa nhận được tiền Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người nhá các bạn có thể truy cập vào kênh Telegram của mình Ở đây thì mình hướng dẫn cực kỳ là chi tiết cho mọi người nhá Thì mọi người có thể thấy là cái link mã rep này Bạn nào có thấy link thì đây chính là cái mã rep của mình Ở là ở dưới sau link này à, Mọi người có một cái lưu ý Hiện tại thì nó đã fix đăng ký bằng email Là khi mà các bạn tuyển rep mà rep Các bạn đăng ký bằng email thì các bạn sẽ không nhận được tiền Nên buộc các bạn bảo rep cho mình là đăng ký bằng số điện thoại nhá Chính khi mà rep đăng ký bằng số điện thoại Thì rep của các bạn cũng sẽ có tiền Đầu tiên là phải đăng ký khoản bằng số điện thoại. À, sau đó thì à, rep của các bạn chỉ cần phải vào phần trang cá nhân và cập nhật đầy đủ hồ sơ nhá. Gồm ảnh đại diện này, thêm mail này, thêm số điện thoại nếu mà nó bị lỗi nào. Rồi, mọi người sẽ phải kích vào cái phần cộng đồng và đăng một status bất kỳ. Ở đây thì mọi người sẽ À, hiểu ra là phải có ba cái nhiệm vụ ngay cả khi mà các bạn chít thì các bạn cũng phải hiểu là nó sẽ có ba cái nhiệm vụ là gì đầu tiên là cần phải đăng ký bằng số điện thoại thứ hai là cần phải vào phần trang cá nhân cập nhật ảnh đại diện và một số thông tin cơ bản và nhất là phải có đủ địa chỉ gmail cũng như là số điện thoại thứ ba là vào cái phần tab cộng đồng và đăng một cái status thì có rất là nhiều bạn nói với mình là không nên rep ý, thì do cái lỗi mà nó fix địa chỉ email. Là khi mà các bạn đã, uh, chơi bằng địa chỉ email á thì uh, nó sẽ không cộng tiền cho mọi người nữa Và cái vấn đề tiếp theo là cái phần về rút Việt Nam đồng. Hiện tại thì rút về Việt Nam đồng Min sẽ là 150.000 và nó sẽ mất phí cộng thêm là cái phí mà mọi người rút nữa Nên mọi người uh, để muốn nhanh ý, thì các bạn có thể rút ngay thẻ cào giúp mình Thật ra là rút thẻ cào cũng rất là ok mà Rồi, mọi người có thể kích vào cái phần menu nào Nó sẽ hiện cái phần trang cá nhân của mọi người nhá. Thì mọi người nhớ bạn nào mà chưa cập nhật đầy đủ thông tin bao gồm là ảnh đại diện số điện thoại và mail thì mọi người sẽ cập nhật lại giúp mình nhá Rồi ở đây thì mọi người có thể kích vào cái phần uh, cộng đồng và đăng một cái bài và mọi người lưu ý này. Uh, đăng ý thì uh, các bạn sẽ khó Để người ta tặng thẻ cho các bạn Ví dụ các bạn kích vào fan này Thì các bạn có thể tặng được cho người ta Nhưng người ta sẽ bị mất phí Nên các bạn uh, lưu ý giúp mình nhá Đối với những cái bạn cheat mà mọi người muốn thuê Thuê sim ý thì các bạn có thể lên uh, Thuê sim.com hoặc là Rentcode.com, vấn đề đó thì các bạn tự hiểu nhá Tại vì cái kèo này nó cheat rất dễ kinh khủng luôn Tại vì nó chưa fake cái gì cả mọi người cả Mọi người chỉ cần bật tab tưởng danh lên và mọi người làm đầy đủ fake Thì mọi người sẽ nhận được thôi Nên mọi người sẽ cố gắng là kiếm ít nhất là 10k nhá Nói chung là kèo thật sự là rất là dễ dàng Mọi vấn đề gì không hiểu Hay thắc mắc thì hãy inbox trực tiếp qua facebook của mình nhá Và ngoài ra thì cái web nó chuẩn bị Nếu mà chít nhiều quá Thì nó sẽ bị lang đấy các bạn Vì vấn đề lang hay là mọi người không vào được ý, Thì mọi người đừng có mà inbox cho mình Tại vì cái vấn đề đó thì ai cũng sẽ gặp thôi Rồi mọi vấn đề không hiểu Thì cứ inbox cho mình nhá Bye bye hẹn gặp lại